Vũ quay cái nào chào. Đấy, đấy. Đây, đây. Master. You want to Dana? Dana N. N. Phương trình sư hư với cảnh đá chứ. Wait. Yes, I understand. Yeah. So, later on, when you see the monk with arm, do not give them a poison. To the worldly life, more money, more secure. To the monk, more precept, more safely the journey to the paradise or nirvana. I hope this country you learn what Ajahn Chah teach. So I give the one DVD for the girl and she learn even in Thai got only one like a little girl she grow up then later on she become a queen. Then everyone they learn that. Good girl, so good. Okay, thank you. God bless you, man. มานับ thầm thầm những lòng của A Ma được mười phương.
Phật chứng minh sau này a mãn tăng hoài mạng chung được sanh vào cõi thường thiên. Nam mô cầu ca vào thiên thiên quốc chúng sinh đang cần tam bảo chung. Ok má, no no Amma, I blessing for you. For after you left the world, you go to the heaven. You know to learn from there until to the end is from Amma. And Amma after for block of land, you put the corn arm Bhutawa, but I accept the son because they have many children. So Amma got the same glory. Even we put on this side, but heaven got the palace for you there, Amma. Huh? Good. Hôm nay đó, quý vị thấy buổi sáng này sư làm gì không? Và bây giờ đó, chúng ta thấy cái gì trước mắt chúng ta đó? Sáng nay đó, sư ông Bình Bác này nè, đi thiệt xa vô cho nội của cô Túc, mẹ của ba Túc đó cúng dường. Và bà cụ á rất là có cái phước được những người con người cháu á cũng sanh ra trên cái hành tinh này, nhưng mà cái phúc lộc vô hạn cúng dường miếng đất để dựng cái tôn tượng của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. You see what this morning we do? I hold the bowl to walk up to the rock there for Tuk Grandma, the mother of Tuk Father here, to Dana. The family very rich. They offer the land not for all the business, or the one more kingdom in this planet, one more palace, but to erect the Konamunisawa, universal compassionate, universal loving and care. Và quý vị thấy bây giờ đó, thì ông sư ông ngồi bên tay mặt này. Ông sư này ông theo sư á, đi qua Malai, đi qua Singapore, đi qua Ấn Độ. Và khi mà sư nghe á, mẹ của ông sư á, mà ở bên này đó, ở trong chùa tế, một lần gãy cái tay, một lần gãy cái chân, một lần nữa gãy cái chân. À, thì sư cũng như là gãy cái trong lòng của sư vậy đó. Cho nên, ông sư này sau khi mà quý vị nghe hôm qua đó, ông sư này nói chuyện đó, là khi con rắn nó cắn ông đó, con rắn nó cắn ông, nó cắn cái thân ông chết. Nhưng mà nếu mà sư không cứu ông đó, để ông về ông gặp mẹ đó, thì sư chết cái tâm đức của sư. Cho nên sư phải quỳ xuống á, nuốt máu con rắn. Để mà lỡ có độc á thì sư chết. Nhưng mà ông về ông gặp mẹ. Và mẹ là ai? Mẹ là vị Phật trong nhà. Chúng ta cứ đi tìm Phật ở ngoài đường, ngoài xá, mà chúng ta quên vị Phật ở trong nhà. Vị Phật trong nhà của mình là cha, là mẹ. Vị Phật trong nhà mình tức là Phật tánh, mà mình đã có cái chứng tử. Mình phải làm sao cho ông Phật ở trong này ông lớn dần và ông thành giác ngộ, ông cứu độ tất cả chúng sanh. Thầy nói quá อาจารย์ประเสริฐไปกับพระท่านไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปอินเดียไปปฏิบัติธรรมกับพระท่าน
แล้วก็ท่านก็เดินไปที่เหตุอันงูกัดกันท่านก็ตกใจกลัวเอกสารแล้วก็เลยข่าวของโยมแม่ชีว่าเดี๋ยวก็หกล้มแขนหักเดี๋ยวก็หักขาเดี๋ยวก็หักขาข้างนี้แขนข้างนี้ท่านก็โอ้โหสงสารแต่ว่าเราต้องท่านยกย่องว่าพระประเสริฐนี่เป็นคนมีความกตัญญูปฏิบัติแม่ท่านบอกว่าแม่เราเป็นพระเราจะหาโต๊ะพระเติมฝาพระที่นู่นที่นี่แต่แม่ของเราเขาเป็นพระที่เราไม่ได้ปฏิบัติท่านให้ทุกคนได้ปฏิบัติท่านเหมือนตัวอย่างอาจารย์ปฏิบัติพ่อแม่พระพ่อแม่คือพ่อเป็นแม่ของเราเป็นพระที่บ้านเราให้เราต้องมีความกตัญญูปฏิบัติท่านแม่ท่านจะมีอายุยืนอยู่ประเดี๋ยวเราได้ก็เลยถ้ามีโอกาสเราไปบวชก็ครับเราขอแม่ไปบวชเหมือนอาจารย์ You see this monk here. I sent him to Malaysia, Singapore, and India. But after 3 months Vasa in the mountain, and Snaga come to meet him when he crossed the little river. I knew that he loved his mother, and I heard that his mother in the temple, one time she fell down, broken the hand. Another time she fell down, broken the leg, and broken the hand, broken the leg. But when I heard that, look like I broken up my heart, you know. So when I see the snatch to by him, very fear already. His face, very fear, because 3 days before he dreamed, the death naga will take him away. You see that? He is still alive. If I am saying lie, he is not here, no evidence. So I ask my follower, 7 tigers in the mountain there. Some of you try meditating. Show me your meditation. All of them can sit for many years, no lie down, no. But I show them the loving compassionness either high-end meditating. But if you sit down here and you attend or you achieve to the medical power, like the pilot take off the airplane to the space, like the diver, they take the ship off, or they dive in the sea, like in Phuket here, many diver from many countries. And when tsunami come, I send 480 diver to collect the hope. So that is not the Buddha happy. But I accept to die, I kneel down and I shut the poison from the snake. So what going on then? He are confident. He survived. And he come back to take care of the mother. And you know that I offered only 30,000 to build the shelter for the Buddha and the mother. And yesterday I found my very touching, very meaningful. So where the mother? Where the Buddha? And this day they look at Buddha outside, the stone Buddha. But we forget the mother. The father is true Buddha in our home. And more than that, the Buddha inner is the Buddha nature. We must take care of the Buddha nature, develop, until one day we enlightenment. And we enlightenment, we become the universal king of all kings. And we take care of all beings, begone and no condition. Then, not only for the nation of the country, no American, no European, no Australia, no Thai, no China, no India, no Africa, but we are the brothers and sisters, the children of the Mother Earth. This is the point we get on. So today I'm very pleased to welcome Amma here and love. I say this way, Buddha in our home. Do not go out too far to look in. So blessing for the little girl, 1 month old, now she's in the hospital. Blessing for Ivan Queen, she will be survived both body and mind. And Superwoman, two uncle and auntie, one day to another day, to take off. Today 49 days. Especially, I say I blessing for Mr. Horse, German man. Last 2 weeks ago, he cannot breathe in more. So he changed another kind of heaven. This morning, I go arm for Grand Amma. I'm very happy. Your Amma, after she departs, she got already ticket. Even I not have the land there, but she got whatever dana, she got to share
from there she got 100%. Here she share some of the what is 60% from Japan that do. So she got both, she got so much rest, okay? Nói á, bữa nay đó sư rất là vui khi mà sư nhận cái phòng cúng dường của bà cụ á, nguyên hơn một nãy chú mình đổ hình bác sư đó. Bà có phước nhiều lắm. Cái phòng đất bên đó bà cúng sư cũng nhận, nhưng mà bà lấy 100% phước trên trời á. Còn bên này ông con của bà cúng mà, cháu của bà cúng mà, cho nên bà được chia một phần bên này nữa. Cho nên ở trên trời Phật á, là chứng cái tấm lòng, chứ không phải chứng cái của cải. Bây giờ chú Tăng cúng dường, rồi xong cái ăn cơm, rồi xong chú nói từ pháp ngán để cho cả thế giới để chia với nhau. Cha con đành lễ Nam Mô Đại Hồ Đại Lực Đại Từ Bi Đức Tỳ Lô Giá La Thầm Kim Thầm Thiền Bác Quá Thầm Tính Cả Như Lai Ứng Cúng Chân Điên Trí Minh Hành Cũng Tiềm Thề Thế Giang Giải Vô Thường Sĩ Đường Thương 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 tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hồ Đại Lực Get him, get it. Very good, Amma. Good afternoon. Time very quickly now. Not give way for us. And welcome all of you to Khaulat. Yesterday about 7 countries here. And today Malaysia and one of Australia. So country to join together. Anyway, you know the monk who went with us to India, that the mountain is 86 tiger. They call that time the death game. Death game is a game to play by the power of inner. Not the death game to play with these four elements, impermanent person, very impermanent person. But death game, if we go to the mountain, there we sit for meditation and we look through why we are worried, why we are fear, and why we try to get in oneness.
And you know, the tiger in the mountain is not a danger. Sometimes they are very calm and kind. But our mind in play very dangerous, very sharp, worse than the knife. Because the knife sometimes you cannot cut the iron. But the mind, they can cut on our morality. But when we play the death game inner, we have to know what is the outer. But this day, no one know that until a few days ago. I come to Tuk restaurant here, Happy Lagoon, and very respect Kona Murisawa, and I want to talk some the true Dharma talk. So I come to the counter there and the library, and I picked up this book. You see this book here. Many years I try to introduce about the monk M. Money M. Morality M. And monkey M. And more than that, you know, mad men by the money M. And today we see the mother. You see that the mother come M. So what we do now about the money? This morning when I go arm, all of you can see. You know, Ama, she can offer for me the land there, but who is say no? Because when many children, if one children not happy, I'm not accept. You see that? Then I accept this side because they are more rich here. So we have to understand and we follow the karma. Sometimes we want A, but meet the karma play B. We must accept and no complaint at all. We understand the karma is the play of the part of our life. So about this monk, if the snatch by me or someone put the gun into me, I have to accept that because we have no choice. But the snatch by him, he karma. And someone like tapping him, put the gun into him, but maybe they tapping him, they're not shot. But the snatch already beat. But do not change the karma, we cannot change. He very fear, because 3 days before, he knew that they will take his life. I asked him some question because sometimes I talk, you know, and you say, oh, Bhikkhu, you're mad up. But he are here. Well, then, that time snatched by him, you were there? Yes or no? Yeah. Yes. Yeah. One thing, what left snatched by you? What left? See that? See? Yeah. No. Yeah, the marker, yeah, I see many years already. Many years, yes, okay. Now, you told everyone, Madam Yap is the heart for peace, secretary of heart pointer, 15 years now. She heard about this story, you know. But today, from Yoho, spent 24 hours to come. I understand that she happy to see Ama, your mother, and you here. And not only that, Tuk here. You know who is bring me here first time? You know who is bring me here when I meet you 2005 and 4? Some monk, right? Some monk, yeah. You know, that's him. Yeah. Here, who is Prince? He the Prince with the driver, the taxi driver, right? Taxi driver, but he worked with the government. Yeah. Anyway, okay. You see this way now. The money is very dangerous. Danger than the snack. Because snack kill him, only kill the body. But the money kill the morality. You are lay people for sure. No money you cannot survive. But the monk, yesterday, I get shocked, you know, when he talk about the V
venerable, more venerable 118 year old. And when 109 year old, if not Lao Mong, I will bring him here, 2007, carry him in the chair like that, and for him to pray. But the Lao Mong is so more, so near, old than him. And we want to go with the death, the Naga, and the death messenger, so we request the Lao Mong. Now, yesterday, he give me two stories. The monk, your master, right? How much money he got in the bank before? He saved about 20 million baht. 20 million baht? 20. 20 million baht. He keep in his temple. Yeah. He saved like in temple. Yeah, and where that money? And somebody told me, and if you want to keep money in the bank, but local, they don't like keep in the bank, and then somebody want to keep in the bank. After that, when local want to money back, in the temple they got to return money back. I don't know what happened. I don't know. Then local very sorry. And after that, where is the master now? Now it's the Sipatapol province. How he can live now? You're very good with your mother. But when yesterday I heard, you're very good with your master. You visit him 2 times, right? After you visit him again, tell him end of this year, I will visit him. I will visit him. You will send me to visit the Ao Mang, okay? Now, what we learned this morning now, when I go arm, your grandma, in the Thai tradition, she offer four envelope. And I understand that when she prepare an envelope, there are a lot of the bath. But for her marriage, I not accept. Why? Why? Because I have a loving compassion heart. Loving compassion heart mean I must keep my precept for her marriage. But if I touch the money, then I lost the marriage. I broken the precept. And she lost her marriage too. She not get a marriage. So I not accept her. But I accept her food. And a little girl come to Dana the same. Why? Because we have no good teacher to teach us what the danger of the money. Money worse than the poison. Money worse than the snack. The poison just only kill the body. You know, his master very friend with me. I have many video clips. When I meet him, 109 years old, now 117, correct? What going on to him? He got 20 million baht. 20 million baht. That means 660,000 US dollars. But after some problem of the money, the committee association put in the bank for interest. Then, when the master need that, they cannot give the money back. He have to go out to the temple and go to the north of Thailand, and this monk come to help. This monk very good. Good with the mother, good with master. So what went on then? When we want to live 100 years old, when 100 years old, do you need money more? No. Your father, you see, he's 62, 63. All the business he give for you and your mother run. Your brother sister run. He a very good man. He just do what his duty.
He become a king in the future. He a good king. The good king, they have minister. The good king, they have the prime minister. The good king, they have a good citizen. They know only about the money. They want to cultivate more morality, the virtue. And the virtue is to protect them. Protection. You see, when you heard about heart forbid mission, around the world they say, I am have the parliament, the kingdom like Vatican, like His Holiness Dalai Lama. No, that's wrong. I'm not stupid to employ too many IQ and EQ. But that is for worldly life. That is not the Dharma. The Buddha not employ everyone. You see, when we offer the kingdom here, your father, your family offer for me the land. Do I need to transfer my name? No. Do I need to transfer the heart for his name? No. No need that, because the land is the Mother Earth. But we know how to use the Mother Earth to cultivate the morality, the tree of moral, the benefit of many, for the country, for 100 generations. Because this Pona Murisawa, it continue on for how long? 10,000 years. And 10,000 years, who in this planet can survive? But what I see this morning, your grandma go to heaven. You see, she offered for me the land there, and your grandson you know well. And when I heard that government give the land over there, the island, and when I heard your mother, your father want to offer, I accept trust. First, I look in the heart. And you see the land when they want something there, but no need. You can do for your work. I'm not a customer. Because if I build the library, I must employ. But I say your father, your mother, all of you be taxpayer. Your grandchildren, the grandchildren will be taxpayer. No need one point. So some people they think, oh, heart for pity, very good, very big association. They are like the 500 employees, like the White House. And some of them have to be $500,000 per year, not that. Even Madam Yap there, or some of them working like Verlang, you pay for them $1 trillion per year. They say, no need. The money will be greedy, will be burn our mind. You know, mind burn our mind. So if this mom, 117 years old, if he follow the Buddha teaching like this path here, like Ajahn Chah, he not suffer at all. But when I'm there, I see 109 years. A lot of Chinese, Thai, a lot of Thai people come into Dana, a lot of money. And we learn from his lesson, money or morality. But luckily, he got a good mom. This really literally touching me. And some of you had a question. If no money, how you can travel in from here to Chiang Mai, to Singapore, to America? If you have more moral, you can know about the children. When they come out from mother womb, they have no name too. Even they have no name, but they have their moral. They have their support of the good karma. So we care them, we love them, we keep them. And the country law protect them. More than that, when the monk you know keep the money, they can go to the heaven, they can go paradise, and they can achieve to the nirvana. But if the monk keep money, they achieve what? The millionaire and will be bankruptcy. Because everyone will bankruptcy. Not only the people who die in the tsunami bankruptcy, but all of us will be die one day. One day we die, nothing we carry. You see that? Some of tsunami die, their mobile phone is still in the pocket. You know that? But when we die, our mobile phone, iPhone, the children they keep back.
and they buy the plastic one, the short one, they put in and they burn. Our real money, they put in the bank for their in-law or for their grandchildren to spend, and they use in the hell not to burn for us. Our good home, they keep and they live in. And if the wife dies, the husband get another wife, another queen. If the husband dies, the wife get another queen, their desire. But you know that we carry nothing. We carry our sin or our good deed. So I say this way, Kevin read this part and Madam Jack, you listen, Wulang listen, and on the world listen. And why Bhikkhu until today pick up this point from Ayan Chah? Yeah. There was once a monk I met who told me he was a real meditator. He asked for permission to stay with me here and inquired about the schedule and the standard of monastery discipline. I explained to him that in this monastery, we live according to the Vinaya, the Buddha's code of monastery discipline, and if he wanted to come and train with me, he had to renounce his money and private supplies of goods. He told me his practice was non-adjustment to all conventions. I told him I didn't know that what he was talking about. How about if I stay here, he asked, and keep all the money but don't attach to it. Money's just a convention. I say, sure, no problem. If you can eat salt and not find it salty, then you can use money and not in me attach it. He was just speaking garbage. Actually, he was just too lazy to follow the details of Vinaya. I am telling you, it's difficult. When you can eat salt and honestly assure me it's not salty, then I'll take your seriously. And if you tell me it's not salty, then I will give you a whole salt to eat. I just tried. Will it really not tasty, not taste salty? Non-attachment to conventions isn't just a matter of clever speech. If you are going to talk like this, you can't stay with me. So he left. Yeah. Okay, finish. You see that Ajahn Chah, how strong. Until today, all the monks follow me. If I cut them, cut the money, give the money, they go. Rather, I alone. But still the real son, the son of Buddha, he keep the Vinaya. You see how many years I'm here, Tukana, when the time we settle here, I eat with the bowl. And with our money, we do so great thing for the universe, not only for this Sapa. But if money, I cannot save even this month. Does not buy him. I worry if I trust his blood, the poison come to me, my bank account, 20 billion baht. 20 billion, no, not million, you know. Or 20 trillion of dollar, or Australian dollar, or pound, or 100 ton of gold, I cannot trust his blood. You see that? But I have nothing lost. So I read. Prepare for me. Everything come with that Naga come, and I can tell him, you're blessed man. That Naga come to him. I told that Naga, please, I take over. And he come today with the mother so happy. This is the sister is now here too. You know, yesterday we went to his little shelter there. Very good. At least I see. The money your mother, on behalf of the half of it, give borrow first and he build the Dhamma hall. Not big, but that is real money for my follower around the world. If the trillionaire or the businessman who do the job, not the right livelihood, or corruption like some of the country like
so much corruption. They use the money to clean their hand, and they put the burden to Sangha and not accept. That's why I'm very strong. Some of them, they with me 15 years now, see, from this, 15 years. I never know about money. But I told her, half this, and the girl, you know, burning like that, how much they spend. But this girl is not much. The girl is more, got three times of that. The girl is more. So, anyway, Wendy, thank you for you to give me a chance to let the world to know the old Buddha at home. And more than that, I say this way, you see that now. You see the brother sitter. This Venerable, he do the protection. You see that? On the, see the hand, huh? You see that? Protection. But I ask you one. If you do like this, huh? And all this body do, and 100 billion monk to do that, with one monk not touch money, would one is more better? Put one better. Now, 1 trillion monk like you, right? You do the protection in the, they call protect outer. But you keep the precept. You keep precept, not touch money. Put one is better, whatever. Put one better. Yeah, he say not keep money better. So, now, after you left here, leave Amma for half of it, take care. You no need to worry about the money, okay? We will take care of her. Food, shelter, electric, and you only keep preserve. Then you got the outer Buddha, the old mother, and inner Buddha in yourself. This is a very good one. And one day, your mother, she 100 years, she passed. You can send your sister to Malaysia, Singapore, and who knows, you can send more than heaven, in the paradise, and the nirvana. Okay? So thank you very much, and I give them love, Thai, and Vietnamese now. Good lecture, understand? Very good of that. At least Madam Yap and you come, Golang and Superwoman come that. Many years I want to look this, and I come to the team, and you see this becoming with the time to come. Okay, good. Yeah, your story. If we hit up some point, the people not follow, but Ajahn Chah very good among the Thailand. Okay, good. Where your master now? The Sikonophon province. Sikonophon province. How he can live? You mean? Okay, how old are him now? How old? You now? Yes. It's 117. 117 year old. Mm. Yeah. Now, when he go out of the temple, do he got some money to build the kuti, or you have to help him to do that? ใครที่ว่าเกี่ยวกับการเงินน่ะเพราะท่านเองหรือว่าใครเป็นผู้ที่คิดที่เอาเงินนี้ไปยังไงไม่ใช่ที่วัดอ่ะครับปกติยังไงนะเรียนสร้างวัดอะไรเป็นญาติเลยท่านไปเกี่ยวไว้อาจารย์ว่าเงินนี้เป็นเงินส่วนตัวของปู่ไม่ว่าท่านไปยุ่งไหมหลวงปู่ท่านไม่ได้ยุ่งคือว่าปกติเงินนี้ท่านจะเก็บไว้ Hôm nay đó quý vị đón mẹ của một nhà sư. Thì mẹ của nhà sư á, bên trên mặt này đó cũng như mẹ của sư này. Vì chúng ta đều có những người mẹ mà không phải là người đó phải sanh mình trong kiếp này mới gọi là mẹ, mà tất cả những con vật, dù là con đó là con đực thì là cha, mà con cái là mẹ. Mình đã mang lông độ sừng và mình đã
được coi như là săn sóc cưu mang. Có nhiều con chim, nhiều con vật đó nó tìm những miếng mồi bằng thân xác của những con vật khác ngậm miệng về để đút cho con của nó. Thì bữa nay chúng ta ngồi ở đây đó, chúng ta phải coi tất cả những người mà chúng ta gặp hôm nay là cha mẹ của mình. Hỏi bà cụ đó, bà Mai Thảo đó, bà có biết là con của bà, đứa con có hiếu nhất trên đời này không? Anh หลวงพ่อถามแม่ชีรู้จักไหมว่าลูกชายของแม่ชีเป็นคนที่มีความกตัญญูในโลกนี้กว่าคนรู้จักไหมเพราะท่านถามแม่ชีน่ะรู้จักไหมอาจารย์ประเสริฐเป็นลูกชายของคุณแม่เป็นลูกคนมีความกตัญญูมากกว่าทุกคนเลยได้คนน้องของคนมีคนหนึ่งตายอ้าฟ้าก็มีคนนำเงินใจอยู่เดี๋ยวก็ไงแต่คนนี้เขาท่านบอกว่าจุดท้องจุดท้องหรือว่าจะไปจุดแต่มีความอะไรมีความกตัญญูกับแม่เยอะเพราะว่าท่านไปบวชและจะปลูกแม่ได้ปกติพ่อว่าไปรังแกฮะมาอมของสอบเช็ดมาอมสอบเช็ดละของไอ้เราจะแม่ของปกติเป็นยังไงครับหลวงแม่รู้จักไหมพระท่านบอกว่าอาจารย์ประเสริฐตอนที่อยู่อินเดียงูมันกัดขาอาจารย์ประเสริฐน่ะอาจารย์ประเสริฐกลัวอาจารย์ประเสริฐจะตายแล้วไม่มีใครรู้แม่ชื่อท้ายต่อยวัดนะแต่ผมชั้นเล็กอร่อยชื่อแม่คือแม่ผมได้ตัวกูซื้อได้ที่เตรียมคือทองที่เตรียมคือดาวดึกนี่มันองค์ไหนจะไม่ฉะนั้นนะชื่อวี người mẹVà người con á, không thể mất mẹ hay người mẹ không mất con. Và sư là người trách nhiệm đưa ông lên trên cái núi đó mà trong đó có 86 con cọp. Nhưng mà 86 con cọp á, nó còn biết tu mà. Nhưng mà con rắn này á, là nó tới nó đòi nợ ông, nó đòi mạng ông. Cho nên ông mới bước xuống cái chân á, vừa xuống nước á, là nó giúp ông liền. À, hôm qua bà cụ không có thấy con rắn á, ba phút lượng. Con rắn đó, nó không có độc. Mà cái con rắn mà nó cắn ông này đó,con rắn là lộ rắn độc. Thầy bảo là อาจารย์ประเสริฐน่ะถูกงูกัดที่นั่นน่ะอาจารย์บอกลูกศิษย์อาจารย์พระบวชที่นั่นน่ะนั่งสมาธิแล้วบอกว่าทําไมช่วยแผ่เมตตาให้แก้ให้อาจารย์ประเสริฐทุกคนก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เพราะท่านกลัวอาจารย์ประเสริฐจะเป็นอะไรแล้วไม่มีใครรู้แม่อาจารย์ประเสริฐว่าแม่ก็เหมือนแม่ของอาจารย์ที่อาจารย์ก็รักษาให้อาจารย์ประเสริฐดูพิษออกจากที่งูปลุกมาให้พ่อกลัวอาจารย์ประเสริฐเป็นอะไรไปแล้วไม่มีใครดูแม่ท่านนาวกับเราบงรั้งดอกไม่มีก็ไม่ท้องท่านนาวกับเราบงรั้งดอกชุมตาก็ไม่ท้องอาจารย์ถามรู้จักไหมว่างูตัวไหนมันเป็นพิษบงรั้งดอกเลยไปพี่อ้อมเลยแล้วมึงใครตู้มาอยู่ชุดของไฟเกี้ยงCái thiên thư cái cổ trời cũng phải nể. Nhưng mà làm con rắn súc vật á, mà nó đến nó báo thù. Kiếp trước ông á là ông giết nó. Nhưng mà kiếp này đó thì nó lại là tấn công, nó không có nhượng. Cho nên gọi là rắn độc. Bởi vì cái con thú nó cũng biết tu mà. Nhưng mà nếu hôm đó mà sư không có điều đình với thần tử á, sư không lấy cái mạng của sư á để mà hút máu con bà cụ á, thì ông này ông chết vì độc rắnNhưng mà độc rắn nó chỉ có giết cái thân ông thôi. Mà cái độc về tiền đó, về lòng tham đó còn hơn là rắn độc. Có thằng bỏ qua, vô qua nó như thế này. Mình mới thấy mình như thế thầm đà, hạ nị. Theo cái gì của cô cả vai, cái khuôn cô cả vai đó thì đều là mình tìm kiếm khô văn chai mình phụ. Anh có sai, anh chai như cô thường thân lai mấy, thì văn chai mạng thân lai. Có thằng bỏ vậy,
Bà cụ biết á là nếu mà ông chết kỳ đó rồi á, ai lo cho bà cụ bây giờ? Mà không phải lo cho bà cụ là bà mẹ là người Phật trong nhà đâu, mà thầy của ông nữa. Thầy của ông là bạn của sư, có nhiều cái phim với sư. Mà thầy của ông á, sau khi vấn đề tiền bạc á lộn xộn đó, mà đi ra khỏi chùa. Một vị đó hồi xưa biết 109 tuổi lận, chứ không phải là mới có 5-30 tuổi như cỡ như sư. Nhưng mà bởi vì vị này đó, ở cái chỗ là người ta không có dám nói thiệt, ông cũng dám nói thiệt, ai cũng muốn tiền hết mà. Cho nên mọi người đều lấy cái đồng tiền để mà mua phước. Cuối cùng đồng tiền hại ông, và nhờ ông này mới giúp cho ông được cái cốc trong ở. Còn không á thì 117 tuổi mà không có cái chỗ ở, tội nghiệp quá. Bây giờ quý vị thấy không? Ông đi qua bên Ấn Độ đó, quý ông pháp sư Ấn Độ thấy đó, xong rồi đó là mình đụng thấy được xong vậy lắm nha. Nhưng mà xong như vậy con rắn nó đâu có tha, nó tấn công ông, cái nào tấn công sư nghe không? Nhưng mà sư hỏi ông hồi nãy đó, bây giờ quý vị thấy 1 tỷ ông sư thế này, 1.000 tỷ ông sư thế này nè, mà xong hết mình đó để lấy những cái bùa đó mà ủng hộ mình, hỗ trợ mình, thì với một người mà giữ giới không cầm tiền đó, giới của Phật chế ra đó, người nào được coi như là năng lực hơn, người nào được bảo hộ hơn? Mười tỷ ông sư như thế này, ông tu vậy đó, xong hết mình, và một ông sư không có cầm tiền, người nào được Phật bảo hộ hơn, hỏi ông? Người mà không giữ tiền là người giữ giới á. À, đúng vậy. Ông cụ 117 tuổi mà khổ về tiền, mà 117 tuổi mà còn khổ về tiền, sư xót xa lắm, sư đau lòng lắm. Và chính vì ông do nhiều tiền quá cho đệ tử của ông á, nó mới lường gạt ông, nó lấy của ông bỏ băng, và nó tham là nó đổ địa ngục là do ông. ไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนก็มีเหมือนกันพระกระโยงน่ะ
ถ้าในวัดจะมีตังเยอะเลยเขาก็อยากเก็บอยากเก็บตังเขาก็อยากรักษาเดี๋ยวรักษาไปรักษามาแล้วเขาก็อยากเอาไปเงินเยอะหลายที่มันเป็นที่เขาก็หาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฝ่ายนี้แล้วเขาก็ให้นี้แล้วเขาก็อยากไปจ้างเงินเอาเงินมีบางคนở trên cái trái đất này nó nhỏ xíu à, mà không có tiền mình không đi được hết nước Thái Lan, không có tiền mình không đi được nước năm châu, thì làm sao mà nó có cái vé nào bán cho mình lên thiên đường đâu, có cái vé nào bán cho mình lên cực lạc đâu, có cái vé nào đi vô cái niết bàn là kêu mình phải có tiền nhiều đâu. Bác sĩ bảo là cái lô đi làm như là cái chữ chùa, bay nào cũng được, bay cái gì nào cũng được, bay nào cũng được, để là bay ตัวขายไปสวรรค์ไปนิพพานไม่มีที่ขายตัวเรามีตังค์เราซื้อตัวไปจะไปกรุงเทพไปไหนก็ไหนก็ได้ซื้อตัวมีปัจจัยที่นี่ถ้าว่าไปได้เดียวไม่มีที่ไหนขายมีเงินจะซื้อได้ปัจจัยมีไหมมีไหนก็อะไรจะซื้อไม่ได้ปัจจัยจะซื้อตัวขึ้นพันธุ์พานุเป็นสวรรค์ một đứa nhỏ sinh ra là có đứa nhỏ nào có mang cái tên theo đâu có đứa nhỏ nào đem bọc tiền hay bọc vàng theo đâu, rồi con chim nào mà nó lỡ mà nó muốn ta bắn nó là nó ngậm tiền nó bay đó là ta dùng con người bắn chim rớt xuống trước. ถ้าคนเห็นมันมีปัจจัยเขาจะยิงรถเลยไม่เหมือนกันเรามาเราก็ไม่ได้เอาการมาเกิดมาก็ไม่ได้เอามามันก็เป็นอันตรายถ้าเรามาก่อสร้างตัวขึ้นไปมีปัจจัยเยอะมากเลยเดี๋ยวผู้ร้ายเดี๋ยวเกิดหลายเหตุ quý vị biết á những ông sư tu hành thế này đó những sư tu hành thế này đó nhưng mà nếu đồng tiền đó là tiền hối lộ nha đồng tiền đó là không có làm chúng ngang ăn cướp ăn trộm ngang động điếm rồi này khác ngang thì những đồng tiền đó những ông sư này ăn vô tiêu không nổi đó cái tội đó hoàn tục đó vì thế cho nên á Ma Đắc Giáp này với là Quế Lan với là Emmy đó là những cái người này đó, ai mà họ cúng tiền vô đó mà họ không biết là tiền này á là trong sạch hay không á họ trả về đó họ không nhận đó. Anh Trang bảo là không nên bắt họ lại bởi bật chay hay dùng số của như này họ lại như vậy thân rồi họ cân chặt เงินมาจากที่ไหนที่มาของเงินนะถ้าที่มาของเงินเนี่ยไม่ดีนะขโมยเขามาทำอะไรท่านว่าท่านจะไม่รับมันก็จะซีเขาไม่รับนะถ้าเราไหวปัจจัยให้ข้าก็หวังว่าจะมีกระพัดที่ข้าจะรับปัจจัยที่เขาไปพูดไปข้าของคนอื่นมาแต่พอท่านข้าไปรับพอท่านก็รู้จักกับติดตามคนที่ประทานก็ไม่ได้บุญข้าก็ไม่มีบุญให้เพราะเราไปเป็นโจรเขาเป็นโจรเนี่ยเขาเงินโจรไปให้พระข้าพระรักไว้ที่จะบอกเป็นโจรแหละเนี่ย bây giờ từ đây đến khi bà cụ á mà trăm tuổi á là ông sư này á nãy ông biết là coi như không có giữ tiền mà giữ giới thì tốt hơn mỗi tháng như vậy đó là lo cho bà cụ lo điện nè lo nước nè cơm nước rồi bao nhiêu tốn bao nhiêu cái Heart for Peace á cái tổ chức này á nó đơn giản lắm á nhưng mà vua làm không được vua không làm cho cái tham của ông còn đây họ làm cho cái mà nó không có tham cho nên sư sẽ lo cho cụ hết cho ông sư này ông không có lo gì hết để ông tu nghe không thì bà cụ á là Phật ở ngoài là mẹ của mình sinh ra và ông sư này ông sẽ lo trưởng dưỡng cái ông Phật ở trong lòng của ông là giới luật á à có giới là Phật ở trong này nè còn ở mình ngồi mình chạy mình tìm ở ngồi á coi chừng mình đi xa đó mình đi xa tâm của mình ngồi tâm không có Phật ngồi á tâm á thì chỉ có là trọc thôi là pháp của ma. Ông cha bảo là nát ruột thì pháp pháp chỉ để chạy lao, ra cái thứ này thứ kia, ra cái là pháp pháp thứ này. Tỏ bây đi, phò than bảo là, không hay ông cha bắt sử, bên hộ, tăng quân, chuyện khi khả nam khả phái của mẹ chi, ông cha sẽ bảo dùng thứ này cho họ, là phải là mà hay, là khả nam khả phái của mẹ. ไม่ให้อาจารย์ประเสริฐปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวไม่ให้เป็นพวกเป็นใหญ่กับแม่บัดนี้ cái toilet đang làm đó còn bao nhiêu rồi cái cốc xây đó sáng nền đồ hết là làm được bao nhiêu nữa ở đệ tử của sư họ sẽ gửi cái phiếu qua họ trả hết cho rồi mỗi tháng đó
cúng dường cho bà cụ. À, để trong sư này đó, ông có Phật ở trong nhà, Phật ở trong tâm. Thầy bảo là dân hạ và sự tâm ngôn mẹ đi nè, thầy ra để bỏ vô đi nè. Dân nè, mình cho một thầy là thầy bảo là để ngon nám, để cả mông cập lượng thằng nạ, thầy tham khủng cô cà đô đi. มันหมดเท่าไหร่ทําเยอะเหมือนกันไม่ซ้ํานะเพราะว่าตอนนั้นทําไว้จะต้นรอบครับแล้วก็ที่ศาลาที่ไปเมื่อวานข้างบนนั้นไม่ได้มีหลังคาหลังจะต้องทําหลังคาเพราะว่าทําไมทําหลังคานี้ปูนจะเสียเนี่ยทําห้องน้ําแล้วอาจารย์จะคิดจะทําบ้านของแม่หลังคามันรั่วมาแล้วรู้มันก็เยอะจะรื้อหลังคาใหม่อีกหลายอย่างทําหลายอย่างทําเยอะ nói vậy nè, nó bây giờ đừng có cóc lớn ở bên ngoài, cóc cái trong trong á, ông sư cụ 117 tuổi đó, ông có nhiều cái chùa lắm, sư biết ông nhiều cái chùa lắm, cái chùa mà sư gặp ông này đó dẫn tới đó, cái chùa đó lớn ở Phú Kiệt lắm, nhưng mà cuối cùng cũng ở không được đó. Các anh bảo là mấy tông thăm dạy tù để thăm cái đi xịt leo lại còn chậm thăm cái đi rồi còn thăm bay anh mến có thân số pha có thân có chẳng qua có thân đi vắt dày có thể để là thăm dạy nghe thì hẳn là có mấy quay hình dù đi rồi còn thăm bay quý vị thấy không, mình khóc cái khu vàng điện ngọc á nó lớn thì là lớn nhưng mà cái phòng của mình ngủ nó nhỏ, cái giường mình ngủ nhỏ hơn, cái thân mình ngủ còn nhỏ hơn, mà đến khi mình chết rồi á, người ta cũng sợ coi như là bằng cái thân đó người ta đốt đi, đốt xong người ta để trong ngủ này, mà có người nào tốt á thì liệu xuống đi biển đi, biển xong còn nhiều người nào xấu á họ lợi dụng cái đó để mà họ làm tiền đó, à. Anh bảo qua, con sẽ phục lên là bạn của nó to to dài dài, qua nó có khe đi, nhà tài nó khe đi, cái tay thì tháo cái khẩu đi, đi nhiều. Như vậy thì bây giờ ông này có phước lắm, lo được cho mẹ, lo được cho thầy. Và bây giờ mình phải ráng làm sao á, vừa lo cho mẹ vừa lo cho thầy. Mình phải lo cái đạo tâm, đạo lực của mình chứ. Chứ còn không á, thần tử tới vỗ vai mình đi trước mẹ, đi trước thầy á, uổng á. Thầy bảo qua, anh chàng phải chịu đi mà. Là phải đi bật, anh chàng phải đi bật mẹ. Kể cả là có tôi phải đi bật, chua là gì. เดี๋ยวเราไปก่อนพ่อก่อนอาจารย์ก่อนแม่ก่อนอาจารย์ก็มีค่ะว่าเราไม่รักษาตัวเราต้องรักษาตัวเราด้วยรักษาแม่ด้วยดีมากรักษาแม่รักษาอาจารย์ปฏิบัติแม่ปฏิบัติอาจารย์จะต้องปฏิบัติจิตเราด้วยเลยดังนั้นพ่อ nói á này con hỡi trăm ngàn trận thắng một trận thua con tay trắng về không mình thắng đồng đời này đồng khác mình thắng cái lòng người nhưng mà mình thua cái lòng mình thì thần tử đâu có chế giúp tay phá sáng đi không trở về. Thầy thanh bảo qua, rao thân ác quân như lan, lan hủy, thanh hủy lan hủy, kẻ rao mấy thân ác, không rao đi, không có vang vào thủy. Như vậy cho nên á, sư rất là mừng là có bà cụ, rồi có bà chị nữa, à, rồi có ông sư, rồi ở đây á, bà con thấy hết bài học nha. Cho nên á, khi mà sư tới đây á, Túc nhớ mà, ôm nhất là nha. Rồi lòng ngày sư tới á, thấy Túc, cha Túc như là Túc mẹ đó đẹp lắm, trẻ ra mọi người vui hết. Toàn khó khăn mà chữ để chụp cái này cho cho phong phóng về như này như nè mà hiện quân mẹ bố mẹ bố sủi nhung phải gì vậy cái con mà toàn cho chứ khó khăn mà chữ chữ lệ à bọn con chụp phong phóng nè. Người ta tưởng đâu có trái tim cho họ mình cái hát Phật biết này á nó khủng khiếp lắm, nó như là tòa thánh Vatican, nó như là ở của chỗ mà cũng đặt lại đặt ma hay là của cái tòa Bạch Ốc á ở Mỹ, nhưng không phải những người này á họ làm lớn hơn cái kia hàng trăm hàng tỷ lần, bởi vì mấy người kia làm vì danh lợi, làm cái đất nước của họ, còn ở đây làm vì chúng sanh. Các thanh bảo qua khi mưa nó họ thăm dày họ tiền khu dày khu tư mới bên đây giúp ở đây nè, họ thăm khách bài ca thôn thăm khi là mà thăm thăm mạng là bởi vì may mạng rồi kìa lâu dạy của khẩu nè thì không lao nè mà chỉ bật thăm mạng đi qua đi khó khó mạng không là lâu mà phải bật thăm mạng thì chạy ra thăm mạng thì dừng cho sắp bài cái tên chủ khi hiện bên đây lúc cho mình bị chủ nhiều con anh đà đến con điện cho mà ôi buồn quay lên cái kia làm cho lương cả
cho bỏng. Còn cái này làm á là không có cái ông vua ông chú nào, không có cái ngân hàng nào trên trên đời này trả được nấu cái lương mà không lương hết á. Thế là bỏ qua làm tham bún thì mình phải nhận mì mùi khảo là khá hay là đây bỏ bún mới đây. Cô ạ chỉ không làm tham bún nếu mà nửa qua xin đây đây. Cô đi tham ngàn có vắng ngân đường. Thế là mà tham bún thì mới vắng bún kề. Thế vắng có chục chạy, bún chứ có chục chạy. Thế cuối cùng xin nhắc với lại bà con anh em ruột thịt của xưa Thái Lan đó, nhiều mấy trăm năm trước xưa đã tới Thái rồi, mấy trăm năm sau xưa tới Thái nữa để tôi trả ơn hồi xưa che chở xưa, làm muốn được có phước đừng có cúng tiền cho nhà sư nữa. Mấy ông sư mong thích tiền mà mấy ông muốn khổ thì bây giờ mình đưa tiền cho mong khổ sao, mình cứ mình giữ tiền, mấy ông còn ăn mua ăn, còn thuốc mua thuốc, mấy ông còn đi mình mua vé, mấy ông còn ở mình có mình cái chỗ cho mấy ông có cái chỗ che mưa đột nắng, rồi mấy ông còn y mình cúng chỗ mặt. À, mà mấy ông phải tạo được cái phước dẫn vô thiên đường, dẫn vô cái niết bàn được, còn không á làm cho mấy ông không cái đời tu của mấy ông á, mấy ông tham mấy ông không đời tu thì mình lại là có cái trách nhiệm. Phật thân bảo là chúng con như là tha lạc tha lạc tha súng hay phật di bát đàn ao phật mấy ao phật chay hay thân ao khao hay mấy mi khao có tập bát hay mấy mi pha có thà vải pha ไม่ มี ที่ พัก ก็ ให้ ท่าน ที่ พัก ไม่ มี ชิรณะ ยา กิน เจ็บ ป่วย ก็ รักษา ท่าน แล้ว ก็ อัน ยา ให้ ตัง ท่าน ถ้า ท่าน ไป ไหน ก็ ซื้อ ตั๋ว ให้ ซื้อ ตั๋ว รถ ให้ เพราะ ว่า พอ ท่าน บอก ว่า ถ้า เรา ให้ พระ เยอะ พระ มี ตัง เยอะ มัน ก็ ทำ ให้ จิต ใจ ของ พระ นั้น มัน ไม่ ปฏิบัติ ธรรม บรรลุ ได้ เพราะว่ามันจะเป็นห่วงทรัพย์นั่นและบ่มีไม่มีเวลาจะภาวนาถ้าภาวนามันก็ภาวนาก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินของมีเยอะแหละยิ่งลำบากยิ่งห่วงมากถ้าบอกว่าถ้าไม่มีตังมีแต่การปฏิบัติรักษาศีลภาวนาถ้าท่านปฏิบัติบรรลุและท่านจะปลดพวกเราได้ถ้าเราสุกเอาให้ท่านเยอะๆท่านเดี๋ยวท่านศึกไปแต่งงานเราก็เสียพระที่วัดเราก็ไม่ได้บุญไม่มีที่ผู้ที่ดึงผู้ที่มาเทศนาให้เราฟังเพราะว่าเราจะลุกพ้นออกได้จากวัฏสงสารนี่คือพระเนี่ยน้อยบาทุกเงี้ยเพิ่ม100,000ตังค์บางก็มีคำเยอะๆก็ไม่เท่าเราเลยมีธรรมะเยอะๆเพิ่ม100,000ตังค์บางมีทองเยอะๆก็ไม่เหมือนเรามีธรรมะเยอะเพิ่ม100,000ตังเตียบมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่เท่าเรามีธรรมะที่ใจเราจะสบายวางบาทเตียงไม่มูได้ที่เดิมไม่มูได้นิพพานว่ามีตังมีทองมีตังเยอะมีทองจะสื่อไปนิพพานไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วต้องมีวันหนึ่งเราจะไปถึงนิพพานโอเคเดี๋ยวไปแจ้งเพิ่มเมื่อริกนะคุณแม่ต้องคุยให้ลูกสาวอามา they talk about release of the Buddha but not the real one. This is the release from Sri Lanka, the from the born of Buddha. I have this one and I become a monk. If I don't have this release real, I cannot become a monk. ว่านั่นพ่อไม่ได้ที่เกิดมาพ่อไม่ได้ในวัยAnd my father, before he died, he keep this one. I offer for the royal family, because my father is the grandson of the king too. But when my father passed away, I must carry back. Your father passed away.So today, my blessing from Amma. Thế gian giải vô thường
sĩ được ngự trường phương thiền nhân sơn Phật Thế Tôn. You told Amma, she got everything. She had everything. Và Đức Phật đi là người bạn cứ đây, mấy ông cần bạn đấy. But not better have good son. Thì bạn cháu vẫn dù lè dù mấy dù lèo à, bị mấy dù mấy. Not better have the real Buddha and the perfect release. Mấy ông cần quấn lấy hai dù mẹ nhé. Bây giờ suốt mình quay mở lấy, không lấy đi đi nhập thì quấn lấy. Cùng nói á, bà có hết tất cả nhưng mà không bằng có ông Sơn Phong có hiếu thảo. Thằng bảo quả, mẹ chỉ đi mất thuộc giảm, thì mình mới thảo đi phạm. Và có ông con hiếu thảo không bằng bữa nay đó, bà được coi như là đậu xá lợi Phật thiền và tố xá lợi tố thiền. Có đàn bộ qua đi a chan pa sư là na ru đi qua pa tân đi mai thảo đi so cả thà đi cả thà của cho cháu chính ra đi nè hay là đây mà làm cái cây cố hay phải chặt chảy của hay cái thầy lẽ cái thầy yếu mẹ á mà cái cố cho nên nói bà đó là bà đến đây bữa nay đó sư rất là ngạc nhiên. Con mà mẹ mà đây á đều phong thủy đều bằng hết. Chuyện của con bảo mà đi lên trên núi ở tháng sáu con cọp á, và cái con rắn thần á, nó bị lớn cái này, con rắn nó bằng cái bát rồi đó. Có than bảo qua thi thi vật anh Ajahn Pasir bên chi India đi 80 qua tua sữa, nó có đi mua dài dài gì nào, cái Ajahn Pasir thi vật luôn này. Nhưng mà ở với cọp với rắn thần á, không có sợ, mà sợ là tội lỗi. Anh vô cả sữa dễ dữ, dài dài có mấy cua. Cho nên á, ông con của bà đó mà ông về được ngang mà ông nghe đó nói bà mẹ đó người ta cứu rồi như vậy đó, sư nói á, đem mẹ về nuôi, mẹ là Phật á. Thầy bỏ bà sư, mẹ về sư nghe cảm động lắm, con á đi tu á mà giặt quần áo cho mẹ nè, đút mẹ ăn nè. Ở nước Campuchia, nước Thái Lan này á, người đàn sư nó không được rờ tay của người đàn bà. Nhưng mà đây là mẹ cho đám với đàn bà. Phát đi bên Thái nè, phụ dữ. Phát chặt phụ dữ mới đây, đây là bên mẹ là chặt đây muốn. Phát chí bạch mẹ mới bên này. Mà con ảnh cha nè, phát chí bạch mẹ, áo khẩu mẹ kìm. Á nam, áo này, sắc phá rồi, phát chí bạch mẹ đi. Bên lúc thì phát chí bạch mẹ. 18 năm trước á, khi sư bên Úc sư về Việt Nam á, thì sư huynh của sư đó thấy sư cầu nguyện thì mẹ sư đứng ở sau á, cái mẹ của sư á đốt nén hương á đưa cho sư, cái sư lấy nén hương á, cái sư huynh của sư nói mình nhà sư không được lấy cái gì trong tay á, của người đàn bà không được đụng đó. Có chàng chỉ bẻ bị cò đó, có chàng mà chạy Australia tại bàn đó cò bị tay phu đó, mẹ ở hay à chàng chạy quân phi chai là bọn chạy mới đây nhá. Chà phố cách gì mới đây à chà bố, sao mày mới đây là phải đến mẹ là đến hạ mẹ chà đây mới đến đây thà là chà bắt giặt vai phố qua mặt cửa tâm nát chà cô gì chà và hạ qua thay được cửa tâm nát à sư mẹ nói sư á thế nào bắt giặt vậy hạ mấy chục năm đứa con kia bên nước ngoài đó mẹ không có thấy được con nhớ dữ lắm. Mẹ có một อาจารย์ bay tạm ประเทศหลาย 10 ปีน่ะแม่น่ะคิดถึงที่มาแล้วก็อาจารย์มาเจอแม่ค่ะอาจารย์น่ะก็จะจับถูกไปถูกน่ะเขาบอกไม่ได้ไงไม่เป็นไรจับได้ก็ตามบอกว่าว่าคือ á bà mẹ đó bà muốn có thứ á ông con mình cũng như hồi nhỏ cái da của ông nó còn đẹp vậy không đó, nó còn những thứ này hay không đó, cho nên bà vừa đưa nhang mà phải đụng thứ đứa con của bà, nhưng mà đứa con mà nó rút ra mà nó xì đẹp bà đó thì còn đâu là cái đạo là có. Cô thang bảo là tối khi mẹ có cô thang bảo thương chỉ cần phải tạm thương là mẹ cô thang là chẳng ông mưa ra bài dù hụt tù mà mới đưa mấy thì nhanh lết
จอเลี้ยงแต่เล็กๆเจอเล็กๆไปหลายสิบปีแล้วกลับขึ้นมาอยากทีแต่เขาบอกว่าผู้หญิงชูผ้าไม่ได้แกก็ทำจับถูกทำถูกนิดเดียวขี้มาสูงูนะสูงน้อยของสูงขี้สูงใหญ่สูงูอะก็อยู่ที่ป้าสูงนะแล้วก็อยู่เดี๋ยวจะสูงนำสูงูจนสูงนำสูงูอะที่ป้าก็สูงที่ก็จะหูเรียงจนtối á hai giờ sáng sư mở mắt dậy sư thấy có một cái người nào mà ngồi đó cứ nhìn biết vậy đó cái sư nói ủa má hả má làm gì đó vậy tôi nhớ con quá mà ban ngày á nhìn lén con rồi ban đêm á đợi con ngủ á mẹ ngồi lên mẹ nhìn lén con cô thân bảo là mẹ của cô thân à thích thương lúc mát nè gần quanh nè cô nằm cái cây nó cũng vui cô bảo là không cây phá mới đây cái khuyên phát ở trang rạp đấy mẹ cô có nằm cái cây cô đúng สอที่สองอาจารย์รู้สึกตัวเห็นใครนั่งนะไปดูก็เป็นแม่ของอาจารย์แม่อาจารย์แม่อาจารย์บอกคิดถึงมากอยากเห็นอยากอยู่ใกล้ชิดแต่มาบวชนะครับใกล้ไม่ได้เขาคิดว่าแล้ว bây giờ đó cứ ba bốn ngày dù mẹ đi tu rồi đó mẹ tu lâu lắm cô này xuống tóc cho mẹ đó mà ba bốn ngày mà không có gọi điện thoại về đó ăn không có ngon mà bữa nào gọi cái là ăn ngon lắm ăn rất là no พ่อท่านบอกว่าแต่ก่อนแม่ชีนะเป็นคนผมไม่แม่ของพ่อท่านเนี่ยที่ว่าที่บวชให้เนี่ยพ่อท่านบอกไปอยู่สิงคโปร์อยู่ที่ไหนไกลๆสองสามวันแล้วก็โทรศัพท์หาแม่ถ้าวันไหนโทรศัพท์หาแม่ได้ท่านก็ฉันเข้าได้มากอร่อยบางทีผมรู้นะว่าอยู่ก็มีเวลาที่จะได้เห็นนะที่สิบปีทุ่งอย่างนี้นะไม่มีใครฮุ่งในปีทุ่งทั้งหมดมีแต่แม่ไม่ฮุ่งเท่านั้นฮุ่งเพื่อทำอะไรเพื่อให้ลูกของเรารู้ว่าถึงแม้จะตายไปแล้วก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมcon có mặt mày giống như quý nữa mẹ vẫn thương con là một đứa con hồi đó đẹp nhất và tròn trịa nhất à lúc con con chỉ biết mẹ nè lúc thường cha bên suối lúc bên khi can mẹ có lắc nguyện can nè mẹ có cột mẹ có hòm lúc và lúc con kẹ kẹ bảo là cái này mần mình nè mần thử hay thử ra bướm nè mần sẽ bị nón bên ออก mà bênกระทุนนะจากตอนที่ตัวของท่านจะบอกนะหมอเขารักษาเนี่ยมันเหม็นเจอมาแม่ก็รู้แม่ท่านเคยบอกว่ารักลูกไอ้พุ่งเยอะขึ้นตรงไหนก็ต้นไฟไหม้น่ะก็ระเบิดน่ะมันไหม้หมดเลยก็เป็นหมดตัวข้างน่ะหมดเลยครับฉะนั้นน้อยไอ้บ่าวเอ็มคุกเลยของแดดขี้ยังยังก่อนเตี้ยงซึ่งกำai bảo em cuộc đời không đẹp khi em còn có mẹ trong tâm thầy thầy con bỏ bên bỏ qua bên cầm con này thầy bỏ qua bên sưởi thầy bỏ qua bên lá nhà đi nhang nhang đi mẹ rồi mẹ còn thương lắm lâu thúc con lời thường lúc lo chứ cũng mới đi với quậy với mẹ sưởi bên thi ca đi bên mẹ bên cô bên mẹ cô lắm ông sư này á ông trả tiền cho người ta xong ông đau lắm còn thân thở của sư á là một cái bản đồ của chiến tranh để thế giới thấy cái thân thể của sư mà không có tạo chiến tranh không có tạo vũ khí nữa. Mà cha bảo qua đi mình truyền trạc xuống khám nữa, xuống khám hậu tinh cho nó bụi nặng không chịu mà xây dựng nhà. Mà cha mới để phải đi mới để phải xuống khám cái khẩu nữa, cái khẩu tinh cho nó thì họ chịu khâu bồn nặng, cơ viên họ chịu là bụi lông bay cái bù nặng, thân có những thân.ไม่หมดนะแม่ร้องให้ตอนนั้นที่แรกว่าเขาว่าถ้าตายเนี่ยคือไฟไหม้มันเหนื่อยหมดเลยอายุ9ปีนะฉะนั้น quý vị ngày hôm nay đó mà từ bên Lào qua đây nghe từ Malaysia họ qua đây á rồi từ các nơi cũng vậy đó đến chỗ nào á là mười mấy nước họ theo họ lo cho sư từ ăn từ mặc từ ở từ bệnhอาจารย์บอกว่าอย่ากลัวว่าไม่มีเงินจ่ายครับไม่มีบวชแล้วไม่มีตังค์ไม่ได้เพราะท่านบอกว่าท่านไปที่ไหนก็เหมือนกันก็มีคนปฏิบัติท่านมีคนให้ท่านอยู่ผู้อยู่ขาอยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปให้ถ้าเรารักษาศีลเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะตกได้หมดเลยอย่ากลัวว่าบวชแล้วไม่ต้องจับตังค์แล้วไม่มีตังค์ไปไหนไม่ได้ไม่ต้องนี่ก็ที่สิงคโปร์มาเลเซียลาวต่างประเทศที่ไหนไงไปไหนก็มีไม่เคยพระท่านน่ะนhiều thầy khác ông nói á làm sao mà có thể không có tiền sống được nhưng mà không có tiền sống được mới hay chứ còn có tiền mình lấy đồng tiền á mình bắt họ họ nghe mình đồng tiền chứ họ đâu có nghe mình họ nghe đồng tiền chứ họ phải nghe mình พระท่านบอกว่าเป็นพระ
ไม่ใช่ว่ามีเงินแน่และจะไปไหนได้คนก็จะนับถือเขาจะเอาใจเราถ้าเรามีศีลธรรมให้เขาให้ธรรมะเขานะเขาจะนับถือเขาทุกคนเลยไม่ใช่เราเงินไปเพื่อให้เขาว่าเรามีตังค์แล้วเขาจะเคารพเราถ้าเรามีศีลธรรมมีธรรมะให้เขาแล้วเขาเคารพทุกคนที่ไหนเขาก็อยากได้ธรรมะองค์วัวphải trả lương cho thủ tướng, cho các bộ trưởng, trả lương cho các cái người làm việc. Còn ông sư này đó đâu có trả lương, mà tại sao họ lại đến họ cúng dường, họ không trả cho họ mà họ lo lắng là bởi vì họ biết ông này còn có trân trọng giới luật của Phật, mà có giới luật thì vua chúa cũng phải kính nể thần tử phải kiêng. Phật thầy bảo là trong cái đi có cho đi ngân tiền hay คนทำงานเท่าแก่ก็ต้องมีเงินเดือนให้อยู่จ้าคนงานถึงจะทำงานถึงจะปฏิบัติเท่าแก่แต่ว่าพระนี่ไม่มีเงินให้ไม่มีเงินเดือนให้ใครหมดแต่ทุกคนก็อยากมาปฏิบัติมีอะไรอร่อยเราก็อยากมาถวายพระก็พระรักษาศีลปฏิบัติรักษาวินัยมีศีลมีวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ไปไหนก็ไปจริงเทพเทวดาจะมาช่วยโดยบันดาลให้คนเราก็เกิดศรัทธาอยากทานเดี๋ยวเห็นพระนี่เลื่อมใสแล้วเขาก็จะทานอย่าไปกลัวว่าจะบวชแล้วไม่มีตังค์แล้วไม่ได้ฉันเข้าอย่าไปกลัวไม่มีทางnhiều nhà sư Thái Lan xăm đầy mình hết nhưng mà ai gan bằng xăm trên đầu nhỏ không พระท่านบอกเห็นไหมมีใครไหมสักยันเหมือนพ่ออาจารย์เนี่ยคนนั้นสักนิดนี่อาจารย์สักยันหมดเลยNhưng mà 1 tỷ, 10 tỷ, 10 ngàn tỷ mà người gan như ông á thì cũng chưa phải là gan, Đức Phật cũng chưa phải là gan. Mà người nào gan dạ đó mà thắng được cái lòng tham của mình á, tiền mình không có thích, tình mình không có chiều, không có thích á, thì người đó mới là cái người hùng giải thoát. Phật Pháp Thanh bảo là người ta sẽ sạc chân đi, mình có chết nè, thì anh chàng thì cũng thôn nè, sạc được đấy.แต่ว่าอดทนนี่ยังไม่เท่าอดทนน่ะฆ่าที่เด็ดให้ตายฆ่าที่เด็ดได้ฆ่าใครฆ่าได้ที่เด็ดได้แต่คนที่หนึ่งวิบิบิ๊กอ่ะก็อยู่มือย่อยลั้มก็อยู่ดันดงเหยียบแบ๊บก็ตื่นแบบทุ่งเลยนะนี่มาดันที่อ่ะมาก็อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วดงเงินของมันไม่รู้ที่ตัวอยู่ไหนแล้วเพราะว่าเขาแบ่งกันหมดว่าเขาทั้งท้องกันหมดท่านบอกว่าเราจะมีเงินเยอะแยะเหมือนกันถ้ามันเกิดเรื่องกันมาเนี่ยเงินนั้นเราจ่ายก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ในว่าเรามีเงินเยอะๆเราก็ชนะจิตของเราได้ชนะคนอื่นเป็นด้านๆคนเราชนะคนอื่นได้แต่พวกเขาเราชนะจิตของเราได้เฉพาะเราชนะตัวเราได้เท่ากับเป็นด้านๆชนะคนอื่นด้านๆข้ามก็ไม่เท่าเรียกชนะจิตตัวเองได้Cuối cùng họ lại với sư, họ nói bây giờ họ biết sư là giàu, sao giàu gì? Họ nói giàu giới luật. Cái giàu của sư á, sống thần á, cướp không được, lửa cháy không được, luật mua phép nước đâu có, sư đâu có gì mà lấy. Chỉ có cái giới luật thôi, nếu họ muốn lấy giới luật họ tu, cho họ thành Phật, họ cứ lấy họ tu. Phật Thanh là Phật Thanh nuôi nè, để mới xảy nuôi ngân, mới xảy nuôi tâm, để nuôi thăm má, nuôi đàn thị vật, ta đi này, lạc xá xíu.Ừ, vậy chứ bữa nay đó là nói bà cụ nghe không? Mừng lắm. Để xin cho họ gọi cho mình. Ok, anh.